Rồi, hello chào toàn thể quý anh chị, em là Tài đến từ Kia Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc Kia Sonet phiên bản trước mặt quý anh chị. Đây là phiên bản Luxury, hiện tại đang có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 549 triệu đồng. Nếu lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang được giảm thuế trước bạ 50% ngày 1 tháng 7 này quý anh chị, thì lăn bánh chỉ còn có 599 triệu đồng thôi nha quý anh chị nha. Đây là một chiếc crossover 5 chỗ nha quý anh chị. Hiện tại con xe này thì đang được sử dụng chúng ta là một cái khối động cơ 1.5, chúng ta công suất cực đại là 113 mã lực và hiện tại đang được sử dụng hộp số là hộp số IVT nha quý anh chị nha. Và phần đầu xe thì xe được trang bị khá đầy đủ cho mình luôn, là đèn pha là đèn full led nè quý anh chị, ở phía dưới đèn sương mù là đèn halogen thấu kính nè, đó đèn sương mù của nó ở phía dưới đó, kèm theo đó là những cái cảm biến va chạm phía trước và sau đầy đủ cho mình luôn nha quý anh chị nha. Đây, chìa khóa thì chìa khóa smart key nè, được trang bị để máy từ xa cho mình luôn. Về phần thân xe thì xe được trang bị chúng ta là một cái mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch đó, và chiều dài cơ sở của xe là 2500 mm, khoảng sáng gầm xe là 205 mm nha quý anh chị. Phần thân xe thì gương chiếu hậu được chỉnh điện gập điện, đèn báo rẽ trên gương. Phần tay nắm cửa được mạ chrome nè, có nút mở cửa một chạm thông minh nè. Rồi ở phía trên thì có cho chúng ta một cái ba ga mui nè. Xe được trang bị sẵn trong ta những cái tim cách nhiệt sẵn dán sẵn trên xe, bảo hành cho chúng ta 3 năm nha quý anh chị nha. Và ở phía sau thì những cái viền mạ chrome được trên phần thân xe nè, dưới cái chân kính đó quý anh chị, phần mạ chrome nè. Rồi về phần đuôi xe thì xe được trang bị cho chúng ta là một cái cụm đèn hậu là đèn led nha quý anh chị, và những cái cụm đèn nó tạo nên điểm nhấn của Kia Sonet. Ở phía sau thì có chữ Sonet nè, Luxury nè, rồi cảm biến phía sau cam lùi đó. Xe hiện tại đang nổ máy luôn nha quý anh chị nha. Cái cốp của xe thì còn được, đây rất là chu đáo, là còn được trang bị một cái đèn cảnh báo ở phía trên cốp nè quý anh chị. Ở phía trong thì khi mình mua xe được tặng một cái thảm lót sàn bằng cao su nè, rồi thảm lót cốp nè, và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Đây, để quay cốp phía sau cho quý anh chị xem đó, phần cốp xe. Rồi đèn phanh trên cao nè quý anh chị. Về phần phía sau người lái, phía sau khoang hành khách đó quý anh chị, được trang bị giống ta là một phần màu nội thất là màu đen, viền chỉ đỏ nha quý anh chị, bệ tì tay nè, cửa gió điều hòa phía sau, rồi cổng sạc phía sau nè quý anh chị, rất là đầy đủ. Ở đây thì có những cái chỗ để cốc nè, đó nhỏ nhỏ xinh xinh, phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc là những chị mua xe để sử dụng đó, chạy trong thành phố. Bán kính quay đầu cũng rất là nhỏ nha quý anh chị nha. Đây, về phần trong, phía bên trong xe, để mở cái cửa kính này xuống để cho mình dễ thấy hơn. Ở phía bên trong, phần bên trong xe này quý anh chị, vô lăng được bọc da. Vô lăng bọc da nè, rồi ga tự động nè quý anh chị. Màn hình được trang bị trên xe là màn hình AVN 8 inch, màn hình giải trí đó quý anh chị. Kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đó. Rồi điều hòa được trang bị trên xe là điều hòa tự động nè, sạc không dây nè quý anh chị. Những cái cổng USB, cổng sạc nhanh nè. Đó, ở phía đây chúng ta sẽ có cái chìa khóa, có đề máy từ xa cho mình luôn, đề máy từ xa mở cốp. Rồi phần bệ tì tay trung tâm. Đây, bệ tì tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Đây. Xe thì được trang bị chúng ta là hai túi khí, tính năng an toàn như cân bằng điện tử nè. Rồi khởi hành ngang dốc nè quý anh chị. ABS, EBD, đầy đủ những tính năng an toàn cho mình ha quý anh chị ha. Nó sẽ có chúng ta là những cái chế độ lái như là Eco, Normal, Sport nè, và nó sẽ có chế độ lái địa hình cho mình luôn, là những cái chế độ lái như đường tuyết, đường cát, rồi đường chân trượt rồi đó quý anh chị. Đó, cam lùi nè quý anh chị. Đó, cam lùi thì nó sẽ hiện cho mình khi mà mình quẹo nè, nó sẽ hiện, nó hướng dẫn cho mình luôn, và có cảm biến trước sau cho mình luôn nha quý anh chị nha. Cái gương chiếu hậu thì cũng cỡ lớn nè, nhìn cũng rất là rõ luôn. Đây quý anh chị. Đó. Đây, để ghế thì được trang bị là ghế cơ thôi nha quý anh chị. Những cái phần da ghế màu đen và có những cái đường chỉ đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Nói chung là nếu quý anh chị nào mà đang dự định mua một chiếc xe trong thời điểm này thì lệ phí trước bạ cũng đang được giảm nè, những cái đại lý cũng đang giảm giá rất là tốt cho mình luôn. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng xe Kia Sonet này á, thì cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline của em. Em sẽ tư vấn về ngân hàng nè, tư vấn về những cái thủ tục mua xe cho mình trong thời điểm này ha quý anh chị. Rồi xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video này. Nếu quan tâm về chiếc Kia Sonet thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần sau.